Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SVTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu ngày 8 tháng 3 2019. Dow Jones

Giá vàng là 1.298 đô la 60 cent một ounce hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 3, 2019. Giá dầu thô 56 đô la 04 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 3, 2019. Và giá xăng là 2 đô la 460 một gallon căn cứ vào giữ kiện từ công ty 3 chữ A thứ Sáu, mùng 8 tháng 3, 2019. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương euro 8896 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu tháng cứ vào thứ sáu mùng 8 tháng 3 2019. Tương đương với 0.7682 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.72 đồng Yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 111.16 của đồng Yen của Nhật Bản, tương đương với 66.30 đồng Rubble của Nga, tương đương với 1.34 của đồng đô la của Canada và tương đương với 1.42 của đồng đô la của Australia. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 7 tháng 3 2019, 30 năm cố định là 4.41% và 15 năm cố định là 3.83%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 2 tháng 3 2019, có 223.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 3.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 209 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 23 tháng 2, 2019, Mỹ có 1 triệu 755.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 50.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 2, 2019 đã cung cấp 186.000 việc làm mới là con số trung bình của 12 tháng vừa qua. Tỷ số thất nghiệp của tháng 2 xuống mức 3.8%, lương trung bình của dân Mỹ tăng 3.4% so với năm trước. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi xuống 5 ngày liên tiếp. Chỉ số Dow Jones đi xuống trừ 2.21%, Nasdaq đi xuống trừ 2.46% và S&P 500 đi xuống trừ 2.16%. Riêng ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 3, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 2.01%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 1.91%, London FTSE 100 giảm trừ 0.74%, Shanghai Composite giảm trừ 4.40% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.52%. Quỹ dự trữ liên bang đang áp dụng chính sách kiên nhẫn nhằm ổn định lãi suất chính, hầu tạo môi trường thuận lợi cho thị trường chứng khoán, cho giới đầu tư và điều kiện thích ứng với sự phát triển của kinh tế Mỹ. Người ta dự đoán rằng trong năm nay nếu có thay đổi lãi suất chính, có lẽ quỹ dự trữ liên bang sẽ cắt giảm thay vì gia tăng. Một số chuyên gia kinh tế tài chính tiên đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đi lên mạnh trong năm 2019. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tỷ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng dân nhân dân tệ của Trung Quốc, với đồng rubble của Nga, với đồng đô la gia nó đại và với đồng đô la Úc đại lợi. Nhưng lại xuống giá so với đồng Yen của Nhật Bản. Giá dầu thô đang ở mức 56 đô la lẻ 4 sen một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 460 một gallon, giá vàng ở mức 1.298 đô la 60 sen một ounce hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 3. Lãi suất một mortgage ở mức 4.41% cho 30 năm cố định và 3.83% cho 15 năm cố định. Chiến lược gia Liên Bell của CFA Research nghĩ rằng giới tiêu thụ sẽ tiếp tục tiêu xài. Giới đầu tư Mỹ quan tâm đến vấn đề Trung Quốc hơn là những kế hoạch đánh phá gây rối chính trị. Làm thế nào cho đầu tư vào chứng khoán ngành bán lẻ và cuộc chiến mậu dịch có thể dẫn đến kinh tế chậm lục khai chăng? Công ty Family Dollar sẽ đóng cửa 390 tiệm trong năm nay là một trong những kế hoạch thay đổi nhằm đem lại lợi nhuận cho công ty hiện trong tình trạng khó khăn. Hệ thống Family Dollar hiện có hơn 8.000 tiệm tại các vùng ngoại ô. Kinh tế thế giới Thứ sáu mùng 1 tháng 3, chính phủ Canada đang cho tiến hành thủ tục dẫn độ bà Meng Wanzhou. Giám đốc tài chính CFO của công ty Trung Quốc Huawei qua Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch của công ty Huawei tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại sự cáo buộc của Mỹ. Chứng khoán Trung Quốc đã bị xuống giá rất nhiều sau khi chính phủ Trung Quốc cho biết kỹ nghệ xuất cản của nước này trong tháng qua đã bị suy giảm xấu nhất trong vòng 3 năm qua. Ngành xuất cảng đã đi xuống 21% trong tháng 2 so với năm trước do hậu quả bởi nhu cầu toàn cầu bị suy yếu và bởi cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm trừ 4.40% và chỉ số Shenzhen Composite mất giá trừ 3.8%. Hoa Kỳ đang sẵn sàng để chiếm ngôi vị của Saudi Arabia trong ngành xuất cảng năng lượng trong những tháng sắp tới của năm nay. Mỹ sẽ qua mặt Saudi Arabia trong ngành xuất cảng dầu thô, dầu khí thiên nhiên và các sản phẩm từ dầu, chẳng hạn như dầu xăng, theo nhận định của công ty khảo cứu năng lượng Ristas Energy. Điều này chưa bao giờ xảy ra kể từ khi Saudi Arabia khởi sự bán dầu ra hải ngoại trong thập niên 1950. Công ty Ristat đã phúc trình hôm thứ Năm 7 tháng 3 như vậy kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đổng tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Gala Linh Ca Trong đời sống mục vụ của người Linh mục, thì tiếng hát, lời ca nguyện của người mục tử, không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô đã lên tiếng, người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh Ca Cha Cha Cha, The Singing Priest, những người lên mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6 giờ 30 thứ sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng sún Project Việt Nam, Tủ thuốc tình thương, Chén gạo tình thân, Chuối hạt hy vọng, viên gạch nhân ái, Jeff Người Phong, Bonjour and Hello Việt Nam, Học bổng dẫn thân Nguyễn Văn Thuận, công tác y tế tình thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự. Ban chấp hành Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đoàn thể, quý cô chú bác, cùng tất cả các anh chị em hậu duệ khắp nơi tham dự Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Houston 2019 tại nhà hàng Phoenix Seafood 15156 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083 vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019. Sự hiện diện của quý quan khách là vinh dự, là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công cuộc phát triển hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Mọi chi tiết xin liên lạc 832-229-3171-713-702-2268-804-868-8933-561-271-9350 Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại at gmail.com Facebook Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Xin trân trọng, kính mời!